ai cũng lại cần rau, giờ chắc không ai dám ăn nữa quá. Đẹp ế quá. Chắc ế quá. Bán bánh chuối mà để cái cân kế bên sao người ta dám ăn. Nhớ nhà chưa? Nhà dùng chứ nhớ ai? Đó, nhớ gì lắm rồi. Bên đây cái nhà còn ngon nữa. Ở bển cái nhà số quốc. Nhà ta ta nhớ. Ở đây vui lắm chứ. Nhà ta nhớ nhà đi. Nhớ đéo không ngoại. Nhà đẹp chết rồi. Mà nhớ nhà bển gì. Nhớ hàng xóm. Nhớ hàng xóm. Có đi chơi với ai đâu mà nhớ. Nhà đẹp cũng nhà của Nam Việt. Có Nam Việt đẹp xấu hơn chút cũng nhà của mẹ. Đẹp cũng nhà. Đẹp. Nhớ nhà lắm thầy. Bữa nói thôi về nhà đặng uống nước dừa. Mẹ nói để mai Saka mua cho nguyên hoài. Đó người ta kiếm lý do đang ta về mà. Nhà cháu nhà của mình. Con biết sao không? Mẹ nóng nảy dữ lắm. Về đi chơi nhắc lễ rồi cho mẹ cái mai. Trời nó có thứ chuyện dễ mà. Xe, ở đây đâu có dừa đâu uống. Trời xe chạy dập dập còn có lại quán mua chứ có gì đâu. Nhớ con không? Nhớ con, nhớ con không? Dũng nhớ con à. Chờ nhớ nhớ chứ à bạn nè, lâu lâu về chứ nhắc hoài. Hồi nước 3 giờ. Chờ Dũng 13 giờ. Một tuần lễ vậy ba ông là vừa nhớ nó qua tới rồi mà chưa nhắc là nó qua tới rồi mừng. Dũng về chắc cũng sắp tới hả mẹ? Nãy giờ ngoài trời Dũng 13. Ừ. Bữa nay cả nhà mình sẽ có món bánh chuối. Bữa nay Xuyến mới mua cái khuôn gì đó không biết nó là bánh chuối dài. Chè ăn rồi vậy, gì nè? Chè. À, chè. Có chè ngon lắm. Chè lạnh. Bỏ cửa chẳng á. Không sao đâu. Bỏ cửa ngoài luôn. Bỏ cửa ngoài ở trong mình phá rồi. Cửa nhà mình phá có làm sao? Mình đóng cửa thì người ta nghĩ mình không có nhà, mình mở cửa người ta nghĩ mình có nhà. Mở đèn cái vui của bên sân trưng nhà. Dạ. Yeah. Lấy xe vẹt khổ có sao con? Không có sao hết chứ Du, nó bị gãy răng hả? À. Nó bị gãy răng hả? À. Sao? Gãy răng là quá trời rồi. Nhẹ rồi. Nhẹ, nhẹ. Không có sao, không có sao. Chắc không mặt ra cái gãy răng hả? Gãy răng, trời. Còn xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình đang chờ Dũng 13 về chơi. Bữa nay có ngoại, chắc ngày mai ngoại về rồi. Nên là tranh thủ nấu chè làm bánh liên tục luôn. Thế hả? À, ra chào cô hai nè. Nhánh. Có hai không? Biết hai không? Dạ, có hai không? Chạy song song vậy hả? Đuổi vô ta. À. Dạ. Chắc còn. À, ai sống còn hả? Dạ, ai sống còn. Nãy nghe cái đùng hết hồn, ai giờ không sao là mừng rồi. Vỡ nó còn nói cô ba giống cô hai này nè nữa chứ. Xuống đây Sơn Hà. Món nhà chè lạnh, chè trái vải. Nãy giờ ngoại chờ Dũng nè. Dũng thấy rồi. Dạ. Nó giống cô hai này nè. Giống cô hai này nè. Nó hay kìa. Nó cho khỏe hả? Dạ. Nó khỏe hết mẹ. À, con cưng về rồi đó. Cưng về cưng đó. Nhất rồi Út 13 cái đó, Út dì 10 dì 3 cái hẹn hoài không về sợ ngoại trông gì đó. À, Út có về đây bãi bữa rồi trời ơi, đến từ ngày đâu có gì đâu gì qua đây bãi bữa hả? Mới đây bãi bữa mới đây mà đổ qua kia nó thêm dùng thì trước bánh giỡn bữa hả? Bánh giỡn bữa hôm năm là bữa mẹ qua bữa thứ hai bữa mấy? Thứ hai nay thứ bảy mới có 5 ngày nha. Tính thứ bảy là 7 ngày đó. Thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu là bữa 5 ngày à, mới có 5 ngày à. Xuyến chờ cho dì Út một ly chè lạnh nè, mới làm lúc trưa với chuẩn bị cho món bánh chuối nữa kìa. Đãi Út ở xa về. Xuyến tối ngày Xuyến làm cái thương hết rồi. Út có khi Út nghiện nhưng Xuyến thì nó mới thôi bây giờ kêu Út làm nhưng Xuyến cho Út khóc luôn á. Xuyến nói thầu có biểu như đó đó. Vậy nó nhông mấy năm chứ. Nó nhông mấy năm, công nhận mấy năm đào tạo ra Xuyến bá đạo thiệt. Hồi đó Xuyến về đây chưa biết làm gì Xuyến hả? Mẹ nói nay cho tiếp quản rồi xong mà mẹ rút lui
bạn có tiền là ít về quá ha. Đi làm có về được mà. Dạ tới 9 giờ nó mới về được. 3 5 chưa lấy gì chẳng làm quà chứ. Ha. Không có giao hứa ha. Làm chị Út rồi bị nghe nói áp không ổn hả? Nói vậy con. Út hả con? Dạ. À, đóng nó vậy đó. À, đóng nó vậy đó. Cái lộn có ngày này. Lớn tuổi rồi để con tặng cho Út cái máy đo huyết áp nghe. Dạ. Nó biết con ngày nay con có gì tới đây lắm á. Con tặng đo huyết áp cho chị, chị Út lên huyết áp uống thuốc sáng viên chiều chết. Tại vì ở mình á, có gì mình tự chăm sóc. Cũng như Út mệt, Út đi làm. Rồi này tặng cho chị Thư nghe, chai dầu sản xuất tại Hà Lan luôn nè. Đây. Cứ khỏe chút đi. Hả? Sức à. Nó sức ấm mà nó tốt lắm. Tinh dầu tự nhiên. Con già rồi. Sơn tặng dầu cũng biết con già rồi. Tại vì hồi xưa Việt Kiều hay tặng dầu đó nên mình cũng muốn bắt chước Việt Kiều, mình muốn tặng dầu. Nhưng mà dầu đó tốt lắm chị, sản xuất tại Hà Lan á, Starbalm. Dạ, rồi dầu khởi thử. Cái này là dầu sức giống như dầu xanh nhưng mà là... Hả? Không quá hả? Không dễ chịu quá. Dạ. Không dễ chịu quá thôi. Vợ có tặng cho gì hai? Là lai cái mùi. Khen quá vậy. Vậy chắc phải tặng gì uống chai nữa quá. Dạ. Con muốn tặng cho mỗi người một món quà làm kỷ niệm với xài chơi. Cái này hàng hiệu tốt. Cái này nó lai lai cái dầu xung thập rồi hay ha. Cái dễ chịu quá. Rồi, dốt vui quà đi. Nè. Hàng mới nha. Cái này là bảo hành 5 năm. Quà tặng là vẫn bảo hành nha, chứ không phải tặng không bảo hành đâu. Này hãng bảo hành chứ không phải con. Tự mình đo mình được hả sư? Dạ, Út thử đi. Cái này là hãng của Myrolite nè, bảo hành 5 năm. Nếu mà hư là họ đổi máy mới luôn á. À, cô chú mình nếu mà có nhu cầu thì liên hệ Hoàng Sơn nha. Hiện giờ hãng đang hỗ trợ cho Nam Việt á. Này là 1.250.000, nếu mình mua sẽ được giảm giá còn 1 triệu nha. Hàng chính hãng. Năm đâu con năm. Rồi, ok. Năm đâu con năm. Năm dạy cho con làm. À, với lại lúc nãy Hoàng Sơn có bán một cái máy cho cô chú mà cô chú nói sao màn hình không thấy. Là do trên đây nè, nó có cái tem, mình phải lột ra nha. Nó còn con số nè, đó, lột ra. Cô chú đo sao không thấy gì ráo. Đây nè. Cô chú thấy con số không? Mình lột ra ha. Đó. Rồi. Đây chị. Bà pin nữa mà. Cho mẹ làm y tá luôn. Bác sĩ mới làm, y tá không có làm đâu. Cười, nó cười. Bác sĩ. Cười cái giọng nói kia cậu không được anh đó. Mặt kia này nó mát lắm đó nghe nè. Dạ. Rồi, mình lắp pin vào heo. Kia hả? Kia. Rồi, đầu tiên mình cài đặt ngày giờ luôn. Để con cài đặt cho lẹ. Cô chú mình có thể lên kênh Sức Khỏe 60 giây để xem Hoàng Sơn có hướng dẫn cách cài đặt ngày giờ ha. Tay ra. Nếu mà Dốt đi xa về phải ngồi nghỉ 50 phút nó mới chính xác. Chứ mình đo nhiều khi mình đang căng thẳng á, huyết áp mình cao. Nên là nó không có... Dạ, cứ đo thử. Còn nếu mà uống thuốc mình phải ngồi nghỉ đàng hoàng, coi chắc chắn là phải sức khỏe mình không mới uống thuốc nha. Dạ, từ Đồng Nai về 3 tiếng đồng hồ nữa mà. Dạ, rồi, khi đo không nói chuyện hen. Chạy xe áp lực lắm. Không nói chuyện nha. Tay một phút mà. Rồi, bấm nha. Trần Hà coi mẹ chiên bánh chuối hả? Rồi bán đồ vậy? Đừng có lại gần nghe, dầu nóng đó. Trần Hà chạy qua, rủ má hai ăn bánh đi, Trần Hà. Mẹ cá ơi! Người mình hay gọi là huyết áp 14 đó, nhưng mà trên 130 là cao. Mình ngồi nghỉ thôi. Rồi, một lát nữa đo thử cho em. Mệt, dạ. Nghe biết, mệt mà. Chứ giờ những người mà gần 30 tuổi là đã có triệu chứng cái áp rồi Út, chứ không cần phải tới 50-60 tuổi như hồi xưa. Nhà áp lực quá, công việc rồi chế độ ăn uống nó không tốt. Dạ, đặng sử dụng cho nhiều người mà. Con. Dạ, con hiểu rồi hả? Bà ơi, thấy nó già không bà hay? Nó già chát luôn rồi. Cô ba nó kiểu đây làm giấy chứng minh cho nó. Bảo không thì kêu cưới vợ. À, với lại hiện giờ Hoàng Sơn đang có chương trình đổi máy, nếu cô chú mình có máy áp bị hư á, mình đổi thì mình sẽ được giảm 30% nha. Còn nếu mà như máy tiểu đường là mình được đổi được giảm 50% luôn á. Hãng nào cũng được nha. Tại vì những cái hãng Myrolite này đang hỗ trợ mình trong 2 tháng nha.
Rồi huyết áp mẹ tốt nè, 12.3. Hai đo quá tốt. Hai đo không? Rồi hai thử rồi. Này không có cần lấy máu. Hello, hello. Trời điện dài à? Chào bà. Cũng Khanh hả? Nãy chị ghé chị Mộng kéo Khanh đi chơi. Kéo Khanh đi chơi. Kéo Khanh đi chơi không? Ăn bánh chuối. Ăn bánh chuối xíu này cho mình uống kìa. Ơ chị Hai chơi lên nè. Hả? Rồi nè. Ừ, em lấy chú mới đi. Anh mới mua đó 15.000 đó. À, cả nhà mình ngồi chờ bánh của Xiến. Chờ bánh Xiến rồi bước áp để chào. Chơi dài. 17. Ủa gì mà cao dữ vậy? Ráp cao dữ à? Không sao. Nãy giờ xe còn. Chị Hai có máy đâu cái áp không? Không. Không vậy con tặng cho cái nè. À, chứ cao quá. Cảm ơn xin nhiều nha. Bảo hành 5 năm luôn nha. Chứ không có trọn đời như mấy tiểu đường vợ. Rồi mình tặng cho má Hai một cái nè ha. Rồi, có máy đường huyết, máy tiểu đường rồi là đủ xài đây. Giờ má Hai đang đo lại thử coi. Rồi nghỉ 50 phút. Chứ mình đến cởi mộ lắm. Giật mình cái máu nó cao liền nè. Dạ. Ba đo lại nha. Đo lại. Ba chắc đo xuống rồi. Để trước khi ở ngoài vô mình ngồi nghỉ khoảng 10-15 phút là nó mới chính xác được. Bữa nay cả nhà thấy Hoàng Sơn bán đắt hàng không? 5 phút hai máy. Quá nhanh luôn. Hoàng Sơn cũng cảm ơn cô chú đợt rồi ủng hộ Hoàng Sơn mua máy này rất là nhiều ha. À, chương trình này vẫn còn chạy trong 2 tháng đó. Cô chú liên hệ. Ừ. Nhưng mà ở một mình nó nên đo thường xuyên Úc. Tốt tông pin không à? Úc đợi tới khám định kỳ 6 tháng. Lâu lắm trời ơi. Nhiều khi mình tăng ca đó, mình mệt rồi không ai. Mình phải theo dõi. Mình đo nó có lên thì mình làm sao? Nếu mà đo lúc nào cũng lên á thì phải đi bác sĩ sẽ cho thuốc mình uống. Nó rẻ lắm, một tháng có 20-30 ngàn tiền thuốc, 30-40 ngàn à. Chứ không uống nguy hiểm. Nhưng mà mình phải hỏi ý kiến bác sĩ nha. Hôm bữa có một khách ghé con mới có 28-29 tuổi mà huyết áp cao lắm, con không cho về luôn. Đo mà lên tới 200, con nói thôi anh ở lại đi, anh ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ cả mấy tiếng đồng hồ. Dạ, huyết áp cao lắm. Giờ nó không có tuổi tác nữa. Chị hồi đó có 16 mấy là chị ói chưa bằng tan quăng cái mặt kiểu thâm đen đó. Với tùy theo sức khỏe mỗi người á. Ví dụ giống như mẹ huyết áp thường 11-12 mà lên 15-16 là rất là cao. Nhưng mà đối với những người mà huyết áp 14-15 thì lên 16-17 là cũng cao nhưng mà chưa nghiêm trọng lắm. Nhưng mà phải chú ý. Dạ. Nhưng mà mình còn không ý á, tại vì sức người có hạn. Chứ đâu phải sắt thép đâu mà muốn lên nhiều lên. Nên là phải cao là nguy hiểm. À, Hoàng Sơn cũng chia sẻ vài cái thông tin về sức khỏe cô chú mình ha. À, mình cũng không nên để y nha. Cảm ơn Hoàng Sơn nhiều. Không nhiều. Dạ, cảm ơn ai. Cảm ơn Hoàng Sơn đi xây già rồi. Tặng xây dầu cũng cảm ơn ha. Nhiều lắm, xài lâu hết. 155.000 chai đó đó. Nhẹ nhàng nghe mùi dễ thương quá. Dạ. Cái đi em dỡ phước ti cho hết mấy chai hả? Không á. Cái này trên cửa hàng con có bán. Vừa tặng vừa quảng cáo luôn, đặng bán cho dì Út. Cái món chuối chiên này thì thường là Xiến. Còn món bánh xèo là chị Sơn Ca. Món này là nhà của Xiến. Ờ, em cho vô trong cái bịch em ép hả? Anh tưởng đâu cái khuôn. Ở ngoài ngủ hả? Ơi, dốt ra. Bà Út ra kìa Sơn Hà. Ai vậy? Bà Út nào vậy Sơn Hà? Quá khỏi em.
Sao? Út nãy ra sớm là được tặng quà rồi. Quà tặng quà quá trời luôn nè. Hả? Con cả hai con cả già. Ủa Út có lại học không vậy trọng? Ờ ghẹo dữ. Chị có về hả? Mẹ hai không? Hai. Sao mẹ về mẹ mẹ năm kia vậy? Ủa sao mà nhà? Kia vậy? Không rồi nè. Mẹ nó hả? Mà trông chờ biết như mới chờ. Ba này năm ba này bị vui duyên lắm mà. Nhắn tin nè. Con chở má ra năm chơi. Chị giàu sức thích không? À, chị Thư. Út ba có giàu thích không? Thích không? Dễ tại chịu. Trả lời lượt đó làm tao đi nãy giờ rồi. Ai, vậy. Cái gì nữa? Út coi, Út hỏi Út ba có về không? Không thèm trả lời. Chưa thấy nữa. Ai cũng lại cần rau giờ chắc không ai dám ăn nữa quá. Em ế quá. Chắc ế quá. Bán bánh chuối mà để cái cân kế bên làm sao người ta dám ăn. À, cô vô thấy không? Buôn bán mà thiết kế không đúng rồi. Để cái cân kế bên. Nó làm hai lớp hả chứ? Em làm hai lớp hả? Ba lớp rồi. À, xíu làm bột mỏng còn làm nhiều lớp. Trái chuối nó dẹt thòn đó. Một trái chuối nó dẹt thòn. Rồi trái chuối mình ép mỏng ra rồi mình làm nhiều lớp bột. Nhìn ngon quá ha. Vậy nó sẽ chín đều nè. Nó giòn đều luôn. Thì chi nó sao chiên nãy giờ không thấy trái nào nữa. Chiên nhiều lần. Làm kiểu này bán chắc không kịp quá xin. Một trái mà phải chiên tới 4-5 hiệp. Con ăn chị ngụm phải làm cái cả cái nè, tôi cần phải làm mới ăn ngụm rồi cái làm dài nữa. Đông đông á, ngâm đông ngụm. Đông quá trời. Đó ăn quá trời. Chị giờ ăn lại nhiêu cơm này chị, mày nói vậy. Đó không dám ăn gì, sợ ăn hơi ngán cô không được. Dạ. Ngu gì ngu dữ không? Rồi ăn một tô. Rồi đất ơi. Cô cá bún nó cắt miếng mà hai ngón tay về rửa sạch sẽ, cô cô đã lại cái đem nước gác trên cái tô cơm vậy ăn. Đừng cho mềm ra hai. Ăn đi. Cái bơ hả? Dạ. Thì đó toàn ăn khô gúng không ạ? Mà lúc đó khô gúng nó rẻ. Khô gúng rẻ. Giờ có nó mà giờ chấm nước chua. Giờ đó ăn hôm nay vậy mai nếu gì ở trên chứ không chua ngon quá không ta. Chứ không chua ngon quá xuống thôi. Đếm mời cho chất lượng. Xiên này đó ta lên chứ nó lên ngon hả? À lên tay. Cho là bếp trưởng này. Tài. Mẹ hôm nay bàn giao bếp lại đây. Mày mới thì nó làm không dễ thiệt mà này không rồi giờ có cá được rồi ngon rồi. Khỏi chê khỏi thêm bớt. À cô chú mình thấy cái nãy chuối trái chuối có chút xíu vậy nè. Đó, mình chiên ra hồi nó bự dáng dài vậy nè. Ngon không? Có cái nào nguội cho mình thử hen cho cô chú mình coi. Dưới đây. Cái nào cũng nóng. Rồi thôi chờ chút đi. Thấy mè đen rồi thấy ngon rồi đó, chắc thơm ha. Hồi trước thì Xuyến thích chiên bánh chuối là sắc nhuyễn ra, trộn chung bột thì mình thấy nó rất là đều ha. Nhưng mà mình thì lại thích chiên nguyên trái á, nhìn cho nó giống ngày xưa. Ngày xưa đâu có tiền mua bánh chuối ăn đâu chị. Nên thấy thèm. Dạ. Bây giờ mình muốn ăn nguyên trái. Trên Sài Gòn á thì người ta sẽ lấy hai trái, người ta nối lại với nhau. Chiên cái trái chuối nó bự gấp đôi cái này nè. Rồi mình sẽ quay cho cả nhà mình coi ha. Đó, trái chuối nè. À, cái lớp bột thì nó khá là mỏng nhưng mà nó lại phình ra rất là đẹp. Nhìn giống như cái bánh bánh cam mà khi nó phình ra chị ha. Giòn rụm là cô chú thấy không? Nó phình cái ruột ra. Rồi Quang Sơn mời cô chú nha, mình thử món bánh chuối mè đen. Ừ. Ngon. Bột này bột gạo hả chứ? Hay bột gì chứ? Bột hay sẵn hả? Cô chú mình có thể vô siêu thị mua ba cái bột mà người ta pha sẵn rất là ngon ha. Bột chiên giòn. Thì mình cũng làm giống như Xuyến nè. Trộn thêm mè đen.
với lại mình làm cái bột nó hơi lỏng á, cái đầu cái mình sẽ chiên nhiều lần. Mình chiên xong cái mình vừa chín cái mình sẽ lấy cái nó mình nhúng lớp thứ hai chiên, thì nhúng lớp thứ ba chiên là rất là ngon ha. Rồi ăn xong một trái rồi đó, ngon quá trời ngon. Thứ hai cũng đang ăn hả xíu? Còn 5 trái. Ừ. Đó 4 nữa. Coi chứ người ăn trái là ăn không nổi á chị. Hồi xưa mình ăn giỏi thiệt ha. Người ăn phải 2-3 trái chuối chiên á. Đó, bây giờ ăn một lần mấy. Bây giờ ăn cơm có nửa chén cơm thì một trái chuối là bằng một chén cơm luôn rồi. Nhiều. Để vô dặn về Út với Út 13, Út 15 là chừa bụng, chừa chiên. Về Út nhớ chừa bụng ăn bánh chuối nha. Xong rồi. Hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình ăn bánh chuối với gặp má hai Út 13, Út 15. Tại vì bữa nay mình hẹn là ngày mai có tiệc nên là bữa nay mấy dì ghé chơi sớm. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha, với ghé chơi với ngoại luôn. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha. Để quay lúc ăn thì Út ngại, Út không ăn. Ghẹo Út. Rồi tạm biệt cô chú mình nha.